Nếu Jack quyến luyến về cà phê, tại sao không đến Regina Coffee 84 Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thử một ly cà phê mía Seiko độc đáo? Mở cửa hoạt động trở lại sau 2 năm tu sửa, Regina Coffee không chỉ là quán cà phê đơn thuần mà còn là sự kết hợp không gian organic. Tại đây, thực khách có thể thưởng thức ly cà phê kết hợp với nước mía sấy khô hay ly chanh dây sấy khô đậm vị, nhâm nhi cùng khoai lang organic nướng ngay tại quán. Cũng có thể tự tay lựa chọn những loại rau quả tươi ngon từ nông trại Vinamit và tuyệt đối yên tâm về độ an toàn cho sức khỏe. Điều đặc biệt hơn, ông Nguyễn Lâm Viên, chủ quán cà phê, cũng là chủ của công ty cổ phần Vinamit cho biết, quán có những nhân viên đặc biệt phục vụ và 100% lợi nhuận sẽ được đưa vào quỹ từ thiện Regina. Đã nhiều năm nay là làm một cái chương trình để hỗ trợ cho các em đó được hòa nhập với xã hội. Các em là những trẻ em bị tự kỷ. Các em là một những trẻ em rất là khác thường, hay nói một cách đôi khi góc độ nào đó thì chúng ta là những các em rất là bất thường. Hành vi của các em không kiểm soát được. Nhưng các em rất là cần phải hội nhập. Thì chúng tôi tổ chức một cái chương trình giúp cho các em được hội nhập bằng những cái công việc thật đơn giản. Tại quán có các giáo viên đi kèm theo để hỗ trợ cho các em, để giúp đỡ cho các em. Và các em được đối xử như là một nhân viên bình thường. Và đặc biệt là các em khác với các nhân viên bình thường một chút, đó là các em được nhận tiền lương hàng ngày chứ không phải là nhận tiền lương hàng tháng. Như năm nay chúng tôi trở lại thì có một hai em nó đã trở thành gần như không cần giúp đỡ nữa và nó có thể làm việc bình thường được. Và 100% tiền lợi của chúng tôi là làm việc xã hội, kể cả tiền mặt bằng. Thì chúng tôi có cả việc xây dựng trường học mang tên là Regina. Chúng tôi cũng phối hợp với một cái nhóm để giúp đỡ cho các sinh viên người đồng bào về Sài Gòn không có chỗ nương tựa. Thì chúng tôi có những cái nhà nội trú để cho các em ở. Và tối hôm nay thì các em nó cũng tới đây để trình diễn những cái tiết mục Tây Nguyên cho tất cả các khách để xem. Giữa hàng ngàn quán cà phê, sự kết hợp cà phê và các sản phẩm organic tại Regina được xem là mảnh ghép góp phần làm phong phú thêm cho lĩnh vực đồ uống tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình cũng biết là organic là một cái xu hướng mới trong ẩm thực và mình cũng có thử một vài cái món ở đây thì thật sự là món ăn ở đây rất là ngon và ngoài ra thì cái không gian ở đây nó cũng rất là thú vị và thoáng đãng vậy đó. Thì một trong những thứ mà mình thích hơn đó, và mình nghĩ là nó là một cái điểm đặc biệt ở đây là mọi người, những người phục vụ ở đây họ là những người, mình nghe nói là khiếm thính và họ là những người tự kỷ. Thì mình nghĩ đây là một cái cơ hội tốt cho họ để họ có thể đóng góp, có thể làm việc, có cơ hội để làm việc và có cơ hội để đóng góp cho xã hội và họ có một cái cuộc sống và một thu nhập tốt hơn. Regina hướng tới mục tiêu không chỉ hấp dẫn thực khách bằng cà phê, trà hay quả ngọt mà bằng sự tử tế trong nguyên liệu chế biến, đặt sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu và cả sự tử tế trong từng hành động giúp đỡ cộng đồng.